Là game thủ, chúng ta luôn tuân thủ, hãy ở nhà, diệt Covid. Cuối tuần, hãy cùng bọn mình điểm lại những thông tin hot xoay quanh tựa game Liên minh huyền thoại cũng như những dự án khác của Riot Games nhé. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên minh huyền thoại. Volibear làm lại ra mắt, tặng skin khủng miễn phí. Riot đau đầu khi game bắn súng Valorant bị hack. Hé lộ mới nhất về Volibear làm lại, miễn phí skin hoàn toàn mới khi ra mắt. Riot Games vừa tiết lộ một số thông tin mới nhất về dự án làm lại Volibear. Thần gấu Felios sẽ có chỉnh sửa cực lớn cả về lối chơi lẫn ngoại hình, giống như những gì vừa được thực hiện với Fiddlestick, nỗi sợ viễn cổ. Theo Riot Games chia sẻ, Volibear mới sẽ sở hữu vẻ bề ngoài trông vương giả hơn, mạnh mẽ hơn và tất nhiên sẽ hung tợn hơn rất nhiều so với trước đây. Có đủ tất cả những yếu tố cần thiết dành cho một vị á thần trong hình hài một con gấu. Hắn sẽ có những luồng điện chạy xung quanh người, móng vuốt và răng nanh cực lớn, cũng như gai góc mọc trổ ra sau lưng. Dù đứng bằng hai chân, nhưng khi cần truy đuổi hoặc tẩu thoát, Volibear sẽ vận dụng cả bốn chi để tăng tốc. Về phần kỹ năng, Riot muốn Volibear sẽ luôn chiến đấu không ngừng nghỉ. Cho dù bạn có chạy trốn nhanh thế nào, Volibear sẽ luôn bắt được bạn. Nathan Luce, thiết kế của Riot giải thích rằng điều này thể hiện ở việc kỹ năng Q, tầm nã kích và W, nổi điên vẫn được giữ lại và hắn có thể sử dụng chúng nhiều hơn trong giao tranh. Bên cạnh đó, Riot sẽ tập trung chủ yếu vào sự thay đổi của chiêu E và chiêu cuối. Bộ chiêu thức mới sẽ mang đến cho Volibear khả năng triệu hồi sấm chớp, tức là thêm một chút quyền năng siêu nhiên cho ăn khớp với cốt truyện của ông ta. Kỹ năng mới của Volibear bao gồm những tổ hợp hiệu ứng phức tạp, tái hiện những hiệu ứng khí tượng kết hợp với biểu tượng cổ ngữ Freljordian. Tuy nhiên, Riot đã từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về bộ kỹ năng. Bạn có thể xem một chút hiệu ứng mới của chiêu E thôi nhé. Ngoài ra, để cho fan cảm nhận được sự hung dữ của Volibear, Riot đã chia sẻ một vài đoạn ghi âm ngắn về âm thanh kỹ năng và giọng nói của vị thần sấm trong tương lai. Bones crunch, blood drips. This is the way of old Vorior. Storm devour you! I will roar the world into stillness. So must it be. Riot cũng hé lộ một số chi tiết xoay quanh việc làm lại loạt trang phục của Volibear. Trang phục Volibear Bắc Cực là một trong những sản phẩm được ưu tiên hàng đầu. Riot cho rằng chủ đề skin này khá phù hợp với cốt truyện mặc định của Volibear. Bên cạnh đó, sự yêu thích của cộng đồng dành cho chủ đề skin này cũng thôi thúc trai đẻ liên minh phát triển sâu rộng về chúng. Bên cạnh đó, các Rioter cũng hé lộ về sự ra đời của một trang phục Volibear mới lấy cảm hứng từ những nỗi sợ các ác thần cổ xưa với tên gọi Thousand Pierced. Và quan trọng hơn, đây sẽ là sản phẩm được trao tặng miễn phí cho những game thủ nào đã sở hữu Volibear cũ. Dù thông tin về trang phục này chưa được công bố, nhưng nó cũng được nhá hàng trước với ảnh chụp một góc splat art. Cộng đồng liên minh gây quỹ từ thiện trị giá hơn 140 tỷ đồng từ skin Karma Thần Khí. Được thông báo từ sự kiện kỷ niệm 10 năm liên minh, Karma Thần Khí là skin thứ 1.000 của game và Riot đã hứa toàn bộ số tiền bán skin này sẽ được dùng với mục đích từ thiện. Và trong thông báo mới nhất của mình, Riot Games đã công bố con số cộng đồng gây quỹ được là hơn 6 triệu đô la Mỹ, khoảng 140,5 tỷ đồng cho mục đích từ thiện. Cũng trong thông báo mới nhất này, Riot đã chia sẻ chính cộng đồng game thủ, những người đã gây quỹ sẽ quyết định tổ chức từ thiện nào nhận được số tiền này.
Kể từ ngày 10 tháng 4 cho tới ngày 23 tháng 4, game thủ khi đăng nhập vào game sẽ được vote một trong 3 tổ chức phi lợi nhuận tương ứng với khu vực của mình. Khi kết thúc bình chọn, tổ chức có bình chọn cao nhất sẽ nhận được 50% số tiền từ thiện. Hai tổ chức có số bình chọn thứ 2 và 3 sẽ nhận 25%. Riot cũng đảm bảo họ sẽ gửi tới toàn bộ tổ chức từ thiện trong danh sách bình chọn mỗi tổ chức ít nhất $10,000, bất kể số lượng vote là thế nào. Mặc dù Riot có lưu ý số tiền từ thiện này tách biệt với những quyên góp chống lại dịch bệnh hiện nay, tuy nhiên trong mùa dịch này thì những người dân khó khăn, thiếu thốn lương thực, thiết bị y tế cũng cần được quan tâm hơn nữa. Mặc dù là gián tiếp nhưng số tiền $6,000,000 sẽ giúp nhiều người dịu đi khó khăn mùa dịch. Đây không phải lần đầu tiên Riot quyên góp số tiền bán trang phục cho các tổ chức từ thiện. Vào năm trước thì họ cũng khởi động chiến dịch dành toàn bộ tiền bán skin cho Gat Hacking, cho tổ chức Make-A-Wish để giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Game bắn súng quốc dân của Riot, Valorant, dù đang thử nghiệm nhưng hack tràn lan. Cách đây ít ngày, Valorant, tựa game bắn súng nhập vai của Riot Games, đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm diện rộng. Rất nhiều streamer nổi tiếng đã bắt đầu stream trò chơi này. Valorant nhanh chóng trở thành đề tài cực kỳ hot trong làng game thời điểm hiện tại. Mỗi người có một ý kiến về tương lai cũng như hướng phát triển của trò chơi. Có một truyền thống từ xưa tới nay trong làng eSports là những trò chơi thuộc dòng game bắn súng FPS luôn là đối tượng dễ bị hacker tấn công nhất. Những trò chơi quen thuộc với game thủ Việt như PUBG, đột kích, CSGO hay với người chơi nước ngoài như Apex Legends, Fortnite từng đau đầu với vấn nạn hack, cheat. Và một trò chơi mới như Valorant thì cũng không nằm ngoài vòng xoáy này khi mới đây trường hợp gian lận đầu tiên của game đã được phát hiện. Một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp của game Call of Duty và PUBG đã phát hiện ra kẻ gian lận đầu tiên của Valorant. Chúng ta có thể rõ ràng, game thủ này đục tường, có mạng quá dễ dàng cùng những pha quay tâm đặt thẳng vào đầu địch, dấu hiệu của aim lock và hack xuyên tường. Rất may sau đấy thì trường hợp này đã được xử lý và được ghi nhận là hacker đầu tiên của Valorant bị cấm tài khoản. Tuy nhiên, theo đại diện đội chống gian lận của Riot Games, số lượng những kẻ dùng phần mềm gian lận trong Valorant đang ngày một nhiều và nhiều khả năng thì sẽ có một cuộc thanh trừng hacker trong ít ngày tới. Riot Arkham, lập trình viên và trưởng nhóm chống gian lận của Riot cho biết: "Điều này thật tệ, nhưng hôm nay chúng tôi buộc phải cấm kẻ gian lận đầu tiên và có vẻ như sẽ có nhiều hơn những lượt cấm tài khoản diễn ra trong vài ngày tới. Tôi đã hy vọng mình sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi cuộc chiến này bắt đầu. Nhưng chúng ta đã bắt đầu trận chiến chống gian lận rồi và chúng tôi đã sẵn sàng." Dù rất buồn nhưng việc Valorant xuất hiện gian lận có lẽ là việc khó tránh khỏi. Riot có lẽ cũng đã lường trước được nên họ cũng đã thành lập hẳn một đội chống gian lận phục vụ cho tựa game này. Hy vọng tương lai của Valorant sẽ không bị đánh chìm bởi những kẻ gian lận, điều vẫn đang diễn ra với PUBG hay trước kia là Apex Legends. Phong độ Faker luôn lao dốc khó hiểu mỗi khi bị crush phũ đẹp. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Cho Eun Jung, cựu MC LCK, lại là cái tên được gán ghép với Faker nhiều đến vậy. Bởi lẽ từ quá khứ cho tới hiện tại, chưa có một mỹ nhân nào khác có thể khiến một người e dè, trầm tính như nam tuyển thủ này phải công khai thừa nhận tình cảm của mình như là đối với Eun Jung. Dĩ nhiên, Faker chưa bao giờ tuyên bố mình thích Cho Eun Jung, nhưng anh đã không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ thần của Liên minh Hàn Quốc. Thậm chí Quỷ Vương còn quăng cả miếng liêm sỉ khi từng thẳng thừng tuyên bố: "Mục đích chiến thắng của em là để được chị Eun Jung phỏng vấn." Có thể nói, nữ MC là một nhân vật có tác động khá lớn tới cuộc sống Faker. Và phải chăng vì lý do đấy mà cứ mỗi lần mối quan hệ của Faker và Cho Eun Jung không tốt là phong độ của anh lại cắm đầu? Cho Eun Jung rời LCK.
SKT mất chức vô địch Hàn Quốc sau 3 mùa giải liên tiếp thống trị. Tháng 5 năm 2016, nữ MC Eun Jung chính thức thông báo rời khỏi cương vị dẫn chương trình của giải đấu LCK sau 2 năm gắn bó. LCK mùa xuân 2016 chính là giải đấu cuối cùng của cô dưới cương vị MC Lê Minh Huyền Thoại. Eun Jung cho biết lý do chính của việc rời OGN là để tập trung cho sự nghiệp học hành. Kể từ sau tuyên bố, cố gắng chiến thắng mọi trận đấu chỉ để được chị Eun Jung phỏng vấn thôi. Faker đã được cộng đồng mạng mặc nhiên khẳng định đang crush nữ MC xinh đẹp của LCK. Và sau khi Eun Jung rời khỏi giải đấu, hiệu ứng thất tình là điều mà rất nhiều fan Liên Minh đã cảm nhận được. SKT không thường xuyên chiếm giữ vị trí top 1 vòng bảng LCK. Tuy nhiên ở giải mùa hè 2016, việc một đội tuyển hùng mạnh đang sở hữu đội hình số 1 thế giới để thua tới 5 trận trên 13 ván đấu thì thực sự là điều đáng lo ngại. Và cuối cùng, SKT của Faker đã bị KT roster của Score đánh bại tại bán kết playoffs trong một trận đấu mà đến hiện tại vẫn được coi là kinh điển bậc nhất lịch sử LCK, chính thức chấm dứt triều đại thống trị kéo dài 3 mùa giải của họ tại giải đấu khu vực. Rất may là sau đấy, anh chàng Faker có vẻ cũng đã nguôi ngoai và tỏa sáng trở lại tại chung kết thế giới, mang về chiếc cúp vô địch thế giới thứ 3 cho đội tuyển. Cho Eun Jung bị khui tin đồn hẹn hò với nam tài tử Soji Sub. SKT khởi đầu LCK mùa hè 2019 với thành tích 1 thắng, 5 thua. Cách đây gần tròn 1 năm, Dispatch đã khiến cả giới giải trí châu Á chấn động khi tung loạt ảnh bằng chứng về việc nam diễn viên Soji Sub đang hẹn hò cùng nữ MC kém 17 tuổi cho Eun Jung. Lại là một sự trùng hợp nữa khi sau đấy không lâu, Faker bước vào quãng thời gian tồi tệ nhất của mình trong màu áo SKT. Đội hình Dream Team của họ trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên của LCK mùa hè. Đội duy nhất mà họ thắng ở thời điểm đấy là team bét bảng, Gine. Khỏi phải nói về việc cộng đồng fan đã hoang mang cực độ như thế nào trước sự tụt dốc khó hiểu của Faker và đồng đội. Rất may là đến vòng đấu thứ 7, họ đã lấy lại phong độ cùng cảm giác chiến thắng và tiến một mạch tới chức vô địch LCK mùa hè 2019 sau khi hủy diệt Griffin tại chung kết. Nàng MC đi lấy chồng, thợ săn Faker hóa con mồi của KT. Cuộc đại chiến viễn thông diễn ra vào ngày 10 tháng 4 đã kết thúc với một kết quả chẳng ai ngờ tới. KT roster bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, bất ngờ bóp nghẹt đương kim vô địch với tỷ số 2-0 trong một ngày mà hai ngôi sao Faker và Teddy đã thi đấu tương đối nhạt nhòa. Ngay lập tức, người hâm mộ lại có lý do để tin vào việc Faker thất tình. Khi vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Cho Eun Jung đã chính thức xác nhận lên xe hoa với nam tài tử Soji Sub. Một trận thua có thể không nói lên được điều gì, nhưng thua một cách bạc nhược trước đối thủ vốn là con mồi ưa thích như KT roster thì đúng là dân tình có thừa lý do để thắc mắc. Sự đi xuống về thành tích cũng như phong độ của Faker luôn trùng hợp với những sự kiện liên quan đến Cho Eun Jung. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé! Oh,